Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau xây dựng hết những cái đội hình mạnh nhất của mùa 9 anh em. Rồi, cái đầu thì mình có một Poppy 2 cũng như là hai hiệu triệu nhân. Không biết là đánh Karma được hay không. Nước mắt luôn này. Cung gỗ là này. Địa. Sao điện. Bột xanh, bột thạch các kiểu. Cả một thạch à. Đổi lại cái này thử. Nhà sáng chế huyền ảo gì nữa, tàng thư bí mật hay là nhỏ nhưng có vỡ, làm gì ẩn Pitover không hay là cứ thứ đổi lại xem là có cái gì không ấy nhở. Thế bây giờ lấy luôn thì có vẻ chốt bài hơi mạo hiểm này. Càng 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 nhỏ nhưng có vỡ là một trong những cái lõi mà mình khá yêu thích. Đổi lại thử cái này. Ồ, kim long lấp lánh kêu xa. Quyền trượng giả kim giáp đại hãn và đầu tư kiên định. Cho một sức mạnh phép thuật với mỗi một vàng anh em sở hữu. Cái này thì phải nói với các bạn là một trong những trang bị thần khi mà chơi pháp sư luôn. Được lắm ấy. Xem là một round chúng ta có thể hack được mấy vàng nhá. Và cái cơ chế của cái quyền trượng giả kim này, khi mà kết liễu tướng thì chúng ta sẽ có được 40% hack được 2 tiền. Đi săn ra nào. Boom. Úi. Chả cái được mạng nào vậy. Thêm một lần kỹ năng nữa xem nào. Please please. Đúng rồi. Soraka búp máu là có. Nhưng vẫn không thể nào mà kết liễu được một quân nào hết. Cái ấy. Solo. 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 Vậy mình có thể ăn được nữa. Hai vậy cứ. Ok lay 2. Cái lên này là cũng là một trong những con đam phép này. Chơi luôn, chơi thử. Chơi thử cây le quyền trượng giả kim xem là như nào đúng không các bạn. Đấy. Làm luôn cái cung cho nó màu chó. Round này một round rơi tầm khoảng 2 tiền là ấm rồi. Đây. 40% tỷ lệ rớt ra 2 vàng. Và cái lượng phép tối đa nhất là 60 sức mạnh thuật với 60 vàng anh em sở hữu. Vì bạn xứng đáng. Xứng đáng này là xứng đấm đây. Vì bạn xứng đáng chứ. Thiếu chữ G rồi người anh em ơi. Đây là hầu nhầm xứng đấm. Các kiểu chết luôn. Nhà này thì có hộp Pandora. Làm luôn cùng đào Wushu. Ghét thế. Ương Châu như này thì mình nghĩ không có cửa để có thể đấm được rồi. Mạnh ác. Vừa Châu vừa khỏe. Can trường. Còn thêm quần đảo bóng đêm. Samira 2 sao đằng sau. Giỏi rồi. Nay thì mình đang tính chơi cái bài cây le xem sao. Tại vì cây le cũng đang là một trong những quân mà đang rất là thịnh hành ở cái meta hiện tại. Simo này. Garen là có 3 Demacia nè. Đấy. Hack thêm một trang bị ánh sáng xem là như nào. Mong là cây le với tận dụng cái trang bị ánh sáng này để giúp cho chúng ta có thêm được chút ngân lượng. Nãy giờ từ đầu game bây giờ trả thấy cái đồng bạc nào. Buồn thối ruột. Cây le kết hợp với đồ tể. Thêm một chút Demacia. Độ ra có thể gánh được team hay không. Với những cái cấp độ thăng hoa của cây le thì nó sẽ gồm 6 và 9 là hai cấp độ tối ưu nhất. Cho nên là anh em có thể lên cấp 6 sớm. Và sau đó thì roll tiền cây le cũng được. Nhưng mà cái tỷ lệ ở cấp 6 thì mình nghĩ là nó hơi thấp. Thay vì cấp độ 5. Quạt. Ôi chả có tiền nữa. Quạt. Ui. Tiền đâu. Đây là 2 tiền này. Quạt mãi mình ra tiền. Số vàng đã tạo ra trong trận này luôn ạ. Càng đấy chứ. Giờ là anh em mình có thể check được số vàng đã tạo được trong game nữa cơ. Hay. Những cái nhà vì bạn xứng đáng này thực sự là quá mạnh luôn. Một trong những đối thủ đáng gờm đây. Và trong phiên đi chợ lần này thì chắc mình sẽ hướng đến một cái gậy để có thể làm một cái cuồng đao, một trong những trang bị không thể thiếu khi mà anh em mình chơi cây le với cục đạp. Thiếu sao được. Chơi cây le mà không có cuồng đao thì không khác gì gọi là hổ không có cánh nhỉ. Yeah. Có cuồng đao rồi là hổ mọc thêm cánh ngay. Chứ không có là cũng hơi bị quạt chậm.
Đây, hai cùng đao luôn. Bạn có thể thấy thì riêng về những trang bị ánh sáng nó đã có được một cái cùng đao rồi. Giờ là qua tốc độ là bàn thờ luôn. 92 máu. Đây là cũng là một trong những cái lượng máu ổn để chúng ta có thể slow roll vài lọ dầu bưởi. Lờ cái kiếm mình. Wow, em chơi khét đấy. Rồi gặp luôn cái nhà hư không lên luôn level 5 rồi à. Thêm cả pháp sư nữa. Cái này ơi, quá đi, quá đi, hai tiền ngon. Tôi rất là thích gặp những cái nhà mà đông con như thế này thì có thể tăng thêm cái tỷ lệ hack vàng. Mà đông nó lại mạnh. Cái lẽ 1v3 nói xứ 4 tiền ấm nó. Cứ một round là 4 tiền như này là đẹp sai. Đẹp sai luôn. Khá bảnh luôn nhỉ. Áp suất hư không này, kỹ năng của con Cassidy này á. Tôi nhớ không nhầm là có một cái lõi riêng của Cassidy thôi. Nó không còn giải giới, nhưng mà nó lại có được cái khả năng là gây thêm sát thương và giảm mana ở nó ly cơ. Hay lắm. Tạm thời thì mình cứ cho Timo 2 nhá, để nó có thể hack cho chúng ta cái lượng mà vết thương sâu trên tinh địch. Căng quá. Khả năng cao chúng ta sẽ gặp bạn top 2, không thì sẽ gặp top 8. Lo cái kiếm mình thì sao đây, chứ vì bạn xứng đáng là gặp rồi. Nhân bản tường cỡ lớn đến từ vị trí của người chơi vị trí top 8 LB. Sẽ là một bài đấu slow roll tìm kiếm những vị tướng 3 sao và dồn đồ cho Chitana bắn tỉa. Khá thú vị. Nhưng đầu game đối với mình với cái đội hình này thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt nạt được thôi. Quạt nè. Đúng rồi. Một vòng 2 tiền, một vòng 2 tiền như này là ấm. Chưa kể là còn có thêm lượng sức mạnh từ Quân Trang Giải Kim nữa. Vì trước những cái trang bị của Kim Long này kiểu phê vãi. Thề luôn á. Sướng, đánh sướng lắm các bạn ơi. Trang bị nào cũng ngon cả. Nhưng mà giữa Quyền Trượng Giải Kim và Real Raven, anh em yêu thích trang bị nào hơn? Comment ngay cho mình biết nhá. Với đội hình Kayle thì mình nghĩ là cũng có thể spam leo rank ở cái meta hiện tại luôn. Với Kayle thì mình gặp với cái phong bài là 3 Demacia kết hợp với một chút đồ tể. Mà không nhiều chút cũng được. Nếu như mà là ấn đồ tể hoặc là thìa thì lại càng thơm. Cùng đao là trang bị bắt buộc. Trang bị thứ hai thì chúng ta có thể lát thêm một cùng đao nữa cũng được. Không thì những trang bị khác như diệt các kiểu đa điều luôn. Đấy. Nhìn chung thì Kayle cũng là một trong những vị tướng khá là đa dạng về cái lượng trang bị. Phép cũng được, phép cũng ngon. Mà đam cũng ngon. Đâu, 2 tiền đâu nhỉ? Hình như rồi Quyền Trượng ở Kim Hách cho mình 2 tiền nữa hay sao? Rồi, Timo Quân Sư 60 tiền vừa tròn chỉnh. Giờ thì mình cũng không úp cấp. Thay vào đấy thì như mình đã nói, Quyền Trượng Giải Kim anh em nên tích lên của box 60 nhá. Thì nó sẽ cho chúng ta tối ưu cái lượng sức mạnh phép thuật bonus cho Kayle nhất. Nếu mà có nhà tài phiệt nữa thì ngon quá anh em nhờ. Nhà tài phiệt nữa thì phê như con TT luôn. Kiểu hai cái lõi đi cùng nhau ấy. Tại vì kiểu đang giữ tiền. Quân đảo của em bây giờ vị trí của biển ruồi. Ồ, cái là với ăn thích khách cả. Ồ, cái này là vô pháp rồi các bạn ạ. Vô pháp. Vô pháp xem nào. Quạt vô pháp luôn. Kalista găm rào khá nhanh. Quạt, 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 quạt. Ủa sao trời. Cứ tiền về là ấm no. Ấm no cái bụng luôn. Giờ thì chắc là cũng sắp đến cái khoảnh khắc là chúng ta chuẩn bị roll rồi. Bây giờ các bạn có thể để ý là mình chưa roll phát nào. Vé bạc à? Mà vé bạc này tôi thấy rất là si đa luôn các bạn ạ. Vé bạc này đừng cứ lấy nhá. Khuyên anh em đó. Túi đồ cỡ đại à, lấy cái này được hơn. Chứ vé bạc là roll tôi thấy rất đen luôn. 30% đen cực.
Thà lấy vé trúng thưởng còn hơn nhỉ. Nó search cho đây, cho ta có để có thể được đổi tể và thêm một chút job đồ. Copy. Z Yasuo. Yasuo quyền trưởng giả kim thì không ngon. Anh có thể chơi cái sao quyền trưởng giả kim sẽ là ấm no hơn. Mình sẽ tận dụng một trang bị, đó chính là lời thầy hậu vệ. Có thể lắp thêm một vài cái trang bị từ bọn xe ke cho ke le nữa, giúp cho cái khả năng tốc độ quạt của nó x2 x3 lên. Tuy là những cái trang bị tụ Azeke đã bị giảm sức mạnh, nhưng mà cũng dư đồ chúng ta lắp thôi, còn không thì cứ lắp full đồ thủ cho mình. Full đồ thủ cho cái này đâu qua. Oh, Kassadin khá trâu. Quạt, 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 hôn máu nhiều mày. Không may là cái này của chúng ta có kiếm súng stake. Có kiếm súng. Nice, 2 tiền. Chỉ cần có thêm tầm khoảng 5 con ke le nữa thôi mình sẽ có được ke le 3. Nhưng mình nghĩ sẽ rất là quái đây. Garen, ok. Ke le nữa, đúng rồi. Sao đây này? Cứ xa được để ở này là được. Đừng để anh nóng. Hỏi mày đây. Cái hầm mộ ăn băng này, cái kỹ năng của Lissandra ấy anh em, nó kiểu là không có cái mà bút vào người ấy nhở. Tôi nhớ là có một mùa mà Lissandra nó cũng kiểu nếu như mà dưới một cái 50% máu chẳng hạn thì nó sẽ sử dụng kỹ năng vào bản thân và hồi máu gây sát thương nữa cơ, hay lắm. Chứ Lissandra này thì nó chỉ gây sát thương thôi các bạn. Cũng là can trường, nhưng mà can trường kết hợp với hư không kéo thêm cái quen có thể tối ưu về lượng sát thương sao. Có nhỏ nhưng có vỡ. Lượng máu của linh thú được hồi sau những cái vòng đấu. Để coi. Mua máy khá ghê. Mua rồi ơi, mua gì cái để trị cây le nhà mình. Trị cây le nhà mình biết mua quạt cho xem. Quạt ghê lắm. Chúng ta có gì? Với 92 máu chắc là mình sẽ ra gần cuối thôi. Và nếu ra gần cuối thì đa số sẽ nhận được giáp hoặc là đai máu, không thì khám phép. Chứ cùng gỗ BF thì chắc là anh em nào nhiều quá rồi thì chắc mới đến lượt mình. Khả năng là nhiều thật. Thôi, nhưng mình không lấy BF, mình sẽ lấy đai máu. Tại vì dù gì thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái tụ bạ dây ke. Chứ tham BF nhiều quá thì niệm đấy. Level 5, tiếp tục roll nào. Chitana và Puppy. Và đương nhiên này hay là mình chuyển đồ cho Timo cho thử không? Timo thì thôi dẹp đi. Cái bài cây le dạy trận này ra đẹp quá. Ui, lắm Puppy vậy. Cây le. Con nữa nào. Con nữa vào thôi là xong rồi. Vào cầu ấy nhỉ, rồi con này vào cầu phép. Poppy 3 cũng như là Kale 3 là chúng ta sẽ có vừa một cái dàn tanh cứng, một cái dàn phòng thủ ổn định. Đến cái lúc đấy chúng ta sẽ quẩy nhiệt hơn. Bùm bùm. Ái xa. 81 máu. Cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội cả. Một cây le và một Poppy nào. Không có à? Không có thì cũng phải có thôi. Nhanh lên. 63. Đây, quên mất là búp tụ bão cho cái con Kale. Nó sớt. Kale thì cũng không cần lên 3 đâu các bạn ơi. Bắt để dạy cho vui á. Ê, lên cây le 3 tôi còn lên 6 ấy nào. Lên 6 ấy nào. Wow. Lại gặp cái nhà này. Vẫn là đội hình slow roll. Level 5 lựa chọn cho mình là vé bạc ạ. Với cái vé bạc này thì mạo hiểm phết. Thằng này anh ta sẽ roll rất nhiều. Cho em đi theo với.
Đâu nha. Về đây được chưa mà. Cái này ơi. Vì bạn xứng đáng vẫn đang gọi là top 1 100 máu à. Không biết là có ổn áp hay không ơi. Chúng ta có Zihin à. Bực dậy. Sợ Karen 2 thì cũng được. Mình thì chỉ chơi 3 Demacia thôi. Có gì là chúng ta sẽ kẹp thêm hai con đô tể nữa. Như là một con Gwen với cả một con Aatrox. Vậy là sẽ có một cái bài đấu 5 đô tể và 3 Demacia. Hai chất lượng. Nếu như mà xuất hiện thêm một cái ấn đô tể thì anh em phải lấy vội. Với không thì thiệp vàng cũng có thể kết hợp giữa thìa và một cái găng. Đây, Poppy 3 rồi. Nhân vật chính của chúng ta đâu? Đây rồi. Cái le 3 sao. Úp cấp 6 có luôn Gwen. Mọi thứ đẹp như tranh vẽ. Đã vậy thì chúng ta phải thưởng thêm cho bao tay đậu tặc cho Gwen này. Đấy. Một cái thú tượng cho Poppy không? Tôi sợ là Poppy nó thành tinh nhuệ ấy. Thì nó không cho cái le đồ ánh sáng thì tôi không thích lắm. Chú tư. Chú tư này thì khả năng sẽ là bài đầu lắc rồi. Hai tiền. Tiền rơi. Đừng để tiền rơi. Nhưng mà trong game này tôi rất thích tiền rơi. Ui, tiếp tục tiền rơi. Tiền rơi. Ok. Xem là cả một cái game này mình hack được tầm khoảng 50 tiền không? Tầm 100 tiền không? Kim Long lấp lánh kêu xa. Wow, hút máu siêu công nghệ. Tôi cũng không cần hút máu lắm. Wow, thẻ thư viện. Wow, hợp lý à nha. Thế chúng ta có gì? Đồ tể. Không lấy đồ tể thì không biết là lấy cái gì nữa. Đấy, Garen đồ tể. Hợp lý. Ui, lại là BF thôi. Chứ đai máu chút nữa anh em thì cứ để thôi. Tôi thích đai máu. Tôi thích đai máu, cứ để tôi đai máu. Giờ là khả năng đội hình chúng ta sẽ bất tử ấy. 8 phù thủy, wow. Giao ăn với phù thủy. Trong khi đấy thì người anh em này cũng đã có được những cái trang bị chuẩn cho Gwen và 5 đồ tể rồi. Một trong những cái viễn cảnh xấu nhất khi mà Gwen lao vào vị trí của Kele. Kele quạt bay đầu con Gwen. Hoặc là Gwen cắt chim Kele nhà mình. Một trong hai cái cảnh đấy. Chitana 4 sao này. Có thể làm thêm một cái cung xanh hay là bàn tay cung mấy nữa. Xem cái nhà này combat một chút nào. Mình là thua rồi. Ui giời, đau quá. Tôi là cũng hơi sợ cái nhà mà kia lấy thìa hay là thì ấn đồ tế nha mình. Nó choàng. Thú tượng nhỉ? Thú tượng không? Ba này phải làm thú tượng rồi. Đấy. Một là nhiều tụ bão, hai là cũng thiên về một vài những trang bị phòng thủ giúp cho đội hình chúng ta sẽ cứng cáp hơn đấy. Lên cấp 7 thì chắc là mình sẽ hướng đến một cái 34 tiền rồi. Con Cassidy này vào kiếm chút can trưởng cho Poppy châu hơn. Rek'Sai 3 quyền năng ạ. Ghê thế. Logic kia mình. Rồi ôi. Nhà này được cái đông người. Chứ đam thì cũng có con Lux. Lux này cũng thường thôi. Không biến thái lắm. Cứ tiền rơi đều đều. Lợi tức ngay một tàng. Công việc còn lại của anh em mình á, chỉ cần cũng cấp 9 thôi. Cái top 1 hình như là rơi vào tay của như trên tay của anh em mình rồi đó. Đó. Cấp 7 thì kèm thêm mấy con tào lao bắt nháo vào cũng được. Châu gì, con gì châu thì các anh em cứ nhét vào cho mình. Đấy. Game này, cái meta này cho nó chỉ thế thôi. Có anh em được chỉ cho tôi xin cái con Aatrox kia cũng được.
Ừ nhưng mà không rồi, anh em bảo đéo. Được, vãi rồi. BF ăn hàng tuyển em, anh em mà không chê cái bạn còn chôn chôn ở kia mà cũng lượm cái đồ xịn xò con bò đi. Khả năng là anh ta sẽ cần AP hơn thay vì những cái trang bị. Mình mà lượm được con nào cho kia thì thôi thì cấp cấp 7 này chúng ta có 6 đồ tể là ấm luôn rồi. Từ giờ về sau không cần gọi là xài tiền nữa, chỉ để tiền lưu cấp. Đây nhà này, lấy găng về làm gì không biết. À lấy đai máu. Wow. Nhà này cũng ghê này, gấu quen đồ tể, a chóc. Mà anh em hay thật đấy. Cứ leo vừa bởi quá, chóc rồi cũng đỉnh. Vì bạn xứng đáng. Cái độ hình mà Kele pha ke hả? Solo với Kele Ryu nhà tôi cũng hơi mệt rồi nha. Tại vì cái lượng sát thương phép của đội hình chúng ta ấy, rất kinh khủng. Cái này pha kèm sợ hả? Quạt nè. Quạt nè. Bùm. Đi nhẹ tám máu. Sớm muộn gì thì cái này nhà mình cũng thống với chị vị trí top 1 thôi. Mà cái con cái le mình tiền nó cũng kiểu không rơi như mưa nhỉ, không như cái máy bảo tiền nhỉ. U God này. Nó mà như cái máy bảo tiền thì thôi không biết là như nào nữa. Wow. À, nhà này thì có chiến lợi phẩm này. Hack đồ cũng ok. Bàn tay công lý cho Chitana luôn không? Ồ, quyết định là lắp hai quyền trượng cho em Mödinger, liệu rằng có ổn không? Em Mödinger mà lắp nhiều quyền trượng như thế thì thực sự là nó cũng không tối ưu á các bạn. Mình anh ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn rồi. Đây. Chắc là sợ can trường cho nên là phải bắt buộc cầm cung xanh à. Xong rồi. Con này 17 chắc là còn tầm 2 máu. Ủa chưa nào bạn ác hết. Thôi chắc tầm mười mấy máu. Mười mấy. Ừ, 8 máu. Còn nhẹ 9 máu. À không, ừ đúng rồi. Nhà chú tư còn có một máu rồi kìa. Ồ chắc mình sẽ đổi lại để có thể tìm một cái tục bão dịch ke đi. Ồ căn trường luôn này. Vãi bìu chưa. Còn có cả ấn trong này nữa cơ. Hay vậy. Ui, ông giời ơi, ông cho con cái này à. Anh em nhiều anh em hỏi mình là tại sao mà mình có được cái này đúng không? Bởi vì đây là cái vùng đất của Serima ấy, sẽ có kho báu thay vì những cái mà cái vòng khác. Tại vì ở cái vùng đất này ấy, vùng đất Serima này nó chỉ có như này thôi. Những cái vùng đất khác thì nhiều cái nó cũng sẽ hay hơn. Không cần. À chắc chúng ta đã có được 6 đồ tể rồi. Cái này bên này cũng ác. Bên kia thì cũng 6 đồ tể. Kassadin 2. Dũng sĩ Garen hay là thêm một chút. Chút Kassadin vào. Ở level 8 đi. Trời, mình chơi một nốt vào nữa xong mình nấu nấu cơm ấy. Mà đợi khi nào đủ tiền cấp 9 anh em mình lại nấu cơm xong anh mình quay về ấy. Tiền nhiều. Wow. Black phiên bản kiểu triệu nhân nào. Thì mày chiếu mất cờ còn đâu. Hiệu triệu nhân. Ra ban hiệu triệu nhân nhà này thực sự là có quá nhiều quá nhiều triệu nhân luôn. Nhìn khó vẻ căng căng cái nền tảng mà lắc hiệu triệu nhân thì tôi thấy đánh giá cũng rất cao nhưng mà thực sự áp dụng vào phát tôi thấy em có thể thấy là chú tư là đã âm 14 máu rồi cạn máu. Ok giờ thì chill chill chút thoải mái nhìn chung thì với cái lời chơi như này thì chúng ta chỉ cần lấy cái level 3 là được. Chúng ta cũng cần phải có thêm những cái củ mà mới chiếu nữa.
Nói nấu cơm trêu anh em vậy thôi. Chứ đang căng đét như này, nhà mà ra ban một thủy đang rất là kiểu chuỗi tháng. Xem có ăn được mình có ăn được hay không. Nhỏ nhưng có gió lờ cái kiếm mình. Là một bài cho những cái bài đầu sách giáo khoa. Đồ đồ cho cách xa, kẹp thêm hư không. Vừa này các bạn khả năng ngủ chơi từ đầu mùa rồi. Đang còn mạnh và có thằng giữ máu tốt. Vị trí top thì cũng rơi tầm top 4 khá cao. Ui cái độ sát thương phép của Kele nó quá ảo luôn. Quạt phát mấy trăm đam crit. Crit phép anh em ạ. Trời ơi nó đã thật. Sướng con người nó chơi. Chơi một cái trận đấu mà anh em vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy sướng người, vừa cảm thấy là nó đã có mắt. Đấy. Ma thuật có vẻ thì xa hơn. 46 tiền ở giời ơi. 46 tiền trong vậy nó sẽ rất là cần thiết ở những cái vòng đầu ấy các bạn. Vòng đầu mà có tầm khoảng mấy vàng thôi là anh em mình tích tiền sớm là cũng mệt luôn á. Thề. Có máy chiếu. Chạy đâu? Bên này cũng được. Bên này cũng đã cấp độ 9 rồi. Rất là nhiều salary. Những cái lượng đam phép nhà mình tởm lắm các bạn ạ. Cái le toàn nó ra luôn. Ran đùm ra cái mũ phù thủy ánh sáng à. Đỉnh vãi nồi. Nó quạt phát cầm 200 đam phép. Lốc là lốc đấy. Cấp 9 là ấm này. Chợ nào. Chợ ấy em mơ cũng được. Không có tụ bạn thì thôi. Nghe cái nhà tám phù thủy này lắc luxury thì tôi khét quá ấy. Cũng hơi rén á, thật. Nổ sét. Cái này thì có cái hiệu ứng cào xé rồi. Cho nên là chúng ta cũng không nhất thiết phải lắp cho nó thêm những cái trang bị như là dao điện hay là nổ sét nữa. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ lắp cái thú tượng này cho Garen luôn đi nhỉ. Đấy. Hợp lý đấy. Garen này cũng sát thương phép. Đồ tể cũng được. Bắn thì ở phù thủy. Tôi cần chiếu nhà phù thủy đấy. Sona 3 phép phù thủy Demacia. Quá ghê gớm. Trong cái đấy thì Chitana về mà 4 sao cũng như có thêm 3 cái. Wow. Tự động sửa chữa. Nó giống kiểu như là một cái con tướng bất tử nếu như mà Heimerdinger còn sống. Ghê đấy. Ý tưởng là tốt. Nhưng cái nhà slow roll bây giờ khả năng sẽ comeback rồi. Nhưng với lượng máu mà chúng ta đã nắm giữ ở những vòng này thì khả năng là cũng sẽ giữ thêm được chút nữa. Cấp 9 nó mới là cấp độ thần thánh của anh em mình. Quay. Chờ đợi. Gwen chưa hai lại tụ bão này, ba tụ bão được cho luôn, mình phải cho nhét ở giữa rồi đúng không? Nhà này Gwen hai sở đô tể và 4 quần đảo bóng đêm, kinh đấy chứ, không giỡn được rồi các bạn ơi. Cái con nhà Gwen kia là cũng 6 đồ tể nha, cũng có vui được nữa rồi đó. Vải lon đầu bươi. Vãi lợn đầu dâu bưởi đây. Gặp không? Không gặp. Chúng ta gặp biển rượi. Trời ơi một phát đổi. Tôi tính là tưởng gặp nhà pháp sư. Nhà pháp sư nãy giờ chưa gặp luôn. Thế nhỏ vãi. Quạt solo. Solo 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 solo. Ui ăn được. Tiền đâu? Đây hai tiền cũng được. Ok, với một cái lối chơi mình nghĩ là cũng tương đối dễ. Anh em nào đang xem thì có thể kéo xuống ấn cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nha. Và thắc mắc về game hay là muốn mình thực hiện về những cái đồ hình ý tưởng gì thì bình luận ngay. Mình có thể chơi và thực hiện
đăng lên kênh cho nhiều anh em biết hơn nữa. Những nút like và nút đăng ký kênh chính là những nguồn động lực to lớn, nguồn động lực để mình có thể sản xuất nhiều những video chất lượng hơn. Thank you anh em. Và đừng quên tham gia những cộng đồng nhỏ của mình. Những anh em là muốn các bạn Facebook thì cũng có thể gửi lời mời các bạn. Link Facebook mình sẽ để ngay bên dưới. Nhớ comment ở cái avatar từ bên YouTube qua là mình sẽ các bạn hết với anh em. Và anh em nào mà có được những cái đồ những công phẩm thì có thể đăng lên nhóm cho mọi người cùng nhau thảo luận nhá. Kẹp thêm em Mördinger vào đây. Ồ, máy bảo tiền, tôi cũng thích máy bảo tiền nữa các bạn ạ. Ở cái trận này thì không cần. Trận nào nghèo thì mới cần, trận này giàu vãi à. Giàu nứt vách ra đây. Cứ để đấy đi. Thôi không có gì rồi. Ồ, đổi rất nhanh nhưng mà chúng ta cũng không gặp. Nhà này thì tung đạn này đi. Cassante cũng được. Ồ, Belvet 2 ạ. Can trường, ui ơi ôi, comeback của Belvet ghê đấy. Không đùa được thôi. Nhưng mà các bạn có thể thấy thì lượng đam phép của mình là quá nhiều, khiến cho đây là 7 nhà Belvet ơi. Không có chơi kiểu này nhá. Chơi kiểu gì mà nó sống dai. Sống dai vãi nhồi. Nhà 8 phù thủy vẫn đang rất khỏe nha. Chúng ta có thể cho 3 nó xuất này vào cũng được. Đấy, được cái nào thì hay cái đấy. Ồ, vòng xoáy không gian Surima này cũng ngon á. Chúng ta có khả năng mà hất tung về không chế. Nếu như mà thực sự với các phong bài này mình không đánh lại cái nhà kia ấy, thì mình sẽ cho phong bài 5 tiền vào. Sợ gì. Nhà này đúng không? Vì bạn xứng đáng là chắc gặp rồi này. Vẫn là cái hất tung con Cassante. Bọn này đang roll với tỷ lệ 3 ô đầu lấy level 10 khi mà có phù đồ hiệu fake. Ôi tiền kìa. Nhặt tiền nhanh luôn nhá anh em nhá. Tại vì đây là cái tăng sức mạnh luôn cho Kele á. Thôi đi rồi. Bản sao mình bị tâm lý là mình bị thua nhiều. Ui. Bản chính vắt là đập trong Google luôn. Tiếp tục một tự động sửa chữa nữa. Cassante được quen 2 rồi cho nên mình cũng không cần nữa. Nhà này trông bậy ghê lắm nha. Không đùa được. Javan này cũng để Marcia. Cấp độ 10 luôn à. Wow ghê hả. Đổi à. Đổi bên này cũng bị chữa bên kia. Thôi kệ. Ông này cái tính xếp của Sona nó đái nhầm, nó skill vào Kele nhà mình đó. Công nhận Kele với đồ này đam to thật. Bùm. Chụt chụt. Ôi trời ơi, niệm luôn à. Gặp lần đầu tiên vắt đi luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Đừng quên là dập nát nút like để có thể ủng hộ mình. Bye bye. Bye anh em.